Và cặp thí sinh sẽ thể hiện lại trích đoạn này. Đến đây chắc có lẽ quý vị vẫn còn nhớ, đó chính là Đan Nguyễn và Đoàn Minh. Xa anh mới bạn chiều, thế mà lòng sao buồn yêu lại nhớ em nhiều. Mong được ở bên người yêu để nói bao điều. Là sao ta nói chung là yêu đó, mà đó có phải là yêu không? Mà sao vắng anh thì buồn. Người yêu ơi em muốn cùng anh thề câu chung thủy, không thay đổi lòng mình, bên nhau đi đến cuối con đường. Ai vậy? Em ơi, cho anh hỏi thăm chút xíu đi. Hỏi nho nhỏ, anh là ai? Bộ gió già này tôi hoài nghi. Vào đây rồi ngồi đây. Tôi vào báo lại để thầy tôi thức dậy. Ra tiếp, ông tính thì khỏi chờ lâu mắt về. Khoan khoan đã, em đừng đi. Anh luôn nói với em, anh vào đây không phải gặp thầy em. Anh là thợ bạc làm dây chuyền với cà rá. Anh tới đây gặp cô nhà, chứ không phải gặp thầy. Anh gặp cô. Ừ. Làm dây chuyền cà rá phải không? Anh ngồi đó đi. Tôi lên tôi gặp thầy. Có duyên quá à. Tên ấy nó đẹp gì mà nó đẹp là mà lùng nữa. Anh nói vậy là sao? Anh chế giễu em phải không? Không có. Anh nói xấu em phải không? Không có, em có duyên lắm. Em biết không, anh đứng hồi nãy ngoài cửa, anh nghe em hát á, là anh muốn kiếm cái sợi dây anh trâu ý vô trong cổ em. Trời ơi, quân ăn cướp. Quân ăn cướp, đừng có la. Em ơi, đừng có la. Em yêu. Em ơi, đừng ngoắc ngoèo, ngoằn ngoèo. Thương anh thợ bạc vàng đeo. Trời ơi, tôi thích hát lắm á. Thích hát, biết hát không? Tôi biết cà cải lương nữa đó. Tôi mê cái tuồng gì có trống trống á. Tiếng trống mê linh phải không? Đúng rồi. Tiếng trống mê linh á. Em hát vai nào? Em đóng đào chánh á. Bà trứng đắc phải không? Anh làm tôi định nha. Hát cái đoạn mà ra trận á nha. Rồi, ra trận. Làm gì á? Em dắt voi ra. Xẹt. Làm gì nữa vậy? Em cưa mía cho voi ăn. Thánh thần ơi. Chết. Trời ơi, em bị sao vậy? Em bị voi siết cổ. Chóng mặt với bà này quá. Giờ hát được chưa? Hai bà Trưng ra trận, bắt đầu. Này Trưng Chắc, ngươi hãy đầu hàng đi. Ta đã bắt được con voi của nhà ngươi rồi. Này Tô Định, có ta. Ngươi đừng có mà mơ. Đừng có được voi mà đòi hai bà chân. Tô Định ở đây nè. Này Tô Định. Chưa tới. Hết sức rồi. Anh lấy cái mặt anh xuống đây đi. Hát cái đoạn khác đi. Hát đoạn nào giờ? Cái đoạn trong giây phút chia tay á. Anh thuộc không? Thuộc nguyên tuồng mà. Vậy mình hát đàng hoàng nha. Trăng lên cao, núi lên cao, núi trắng cùng một chi anh hào. Trắng soi dắt núi in hình kim, núi dựng hình trăm na khoác chiến bào. Phu nhân ơi, đôi phen ta muốn nói với phu nhân bằng những tiếng yêu thương, cho bỏ nỗi cô đơn sau những ngày xa vắng. Nhưng chợt nhớ đến quê hương đang đắm chìm trong lửa loạn, thì muôn vạn tiếng yêu thương thành muôn vạn tiếng căm hờn. Trong giây phút chia tay, nguyện ghi lời thề, tuy xa nhau muôn dặm dài nhưng có nhau kề vai trong tranh đấu, dẫu muôn đắng cay chỉ sờn
thù gieo bao tàn. Ta chú riêng đâu đành lòng đem máu thương cùng muôn dân tranh đấu. Ngày về vinh quang. Bây giờ chúng ta nghe lời góp ý nhận xét từ các vị giám khảo. Dạ, con xin mời cô Bạch Tuyết. Trước nhất là hoan nghênh hai bạn đã có đủ can đảm, và nhất là Đô Nguyễn. Tôi rất thích cái sáng tạo của bạn Đô Nguyễn. Tức là cái đoạn mà bạn èo qua èo lại, xong rồi bạn leo lên cái ghế, bạn nhảy lên cái ghế. Quá dễ thương. Bạn cũng có một cái riêng của bạn rất là duyên dáng. Tôi nghĩ là hai bạn đang chọn cho mình một cái lựa chọn khó khăn. Bởi vì đây là cả một cái sự ứng khẩu toát lên của một cái người nghệ sĩ. Tiếp lời anh Quang Linh thì tôi nói luôn, tức là có những vai diễn chúng ta có thể làm lại được về mặt học thuật, nhưng có những vai diễn chúng ta không thể nào làm lại được, bởi vì những vai diễn đó bộc phát từ những khả năng bẩm sinh của họ. Giọng của Má Ngọc Giàu chỉ cần nghe cái âm điệu thôi là đã gây cười rồi. Tôi khen Đan Nguyễn là em dám chấp nhận chơi. Tôi luôn ủng hộ những người dám hy sinh vì nghệ thuật. Về phần Đoàn Minh thì tôi hy vọng là trong tương lai sẽ có một kép chánh nổi lên, đó là Đoàn Minh, khán giả sẽ yêu em nhiều hơn. Cảm ơn anh Linh. Minh Thuận thấy là Đan làm rất là tốt, có những cái duyên của mình rồi, nhưng mà vẫn để lộ ra một cái điều Đan chưa có hoàn toàn thoải mái lắm. Thường thấy là nên tung tẩy hơn, nên tự tin hơn, và nghĩa là phá cách ra cho nó nồng nhiệt hơn cái tiết mục của mình chút. Hai bạn sáng tạo rất là hay, có những cái mảng miếng hài nho nhỏ các bạn chêm vô rất là duyên. Hai bạn rất là thiệt thòi, người ta phải âm dương hòa hiệp thì mới tương sanh được. Các bạn dương không mà. Thật sự ra thì các bạn ấy không hề thiệt thòi chút nào, bởi nếu hai người bạn nam thì sẽ hát cùng một dây với nhau thì dễ hát hơn. Nhưng mà lựa kịch bản rất là khó. Cái đó cũng không khó, bởi vì giả gái là sở trường của Đoàn Nguyễn. Cho nên là tôi nghĩ cái đó nó không khó đối với hai bạn này. Vậy đâu. Thì bây giờ anh Quang Linh và anh Hoài Linh hãy cho biết điểm số như thế nào. Tôi cho 9 điểm. Tôi gửi các bạn 9,5. Hãy soạn tin nhắn cho họ với mã số 02, gửi về tổng đài 6340 các bạn.